mèo lợn là những vết lợn xuất hiện sâu dưới da với những hình dạng kích thước không giống nhau. Các bạn chắc các bạn nhìn được bằng mắt thường mà các bạn sẽ nhận biết được sẹo rỗ mà đúng không? Rất đơn giản, đó là trên da mặt nó sẽ có những vết lởm lờ lởm nhỏ 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 li ti ở trên da mặt, mà đặc biệt là đối với nam giới là nhiều ha. Nam giới là nhiều, phụ nữ cũng có. Thực chất do phần hạ bì tổn thương nặng, các collagen và elastin bị đứt gãy, không thể phục hồi ở vị trí của sẹo, dẫn đến da bị dính vào cấu trúc sâu hơn. Đây là khái niệm về sẹo rỗ. Và các bạn thấy là người ta minh họa cái sẹo rỗ nè. Đó, nó sẽ có những vết lõm li ti trên bề mặt da. Nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, nhưng mà nó gây ra gì? Gây ra ảnh hưởng đến tâm lý. Tức là chúng ta sẽ không tự tin khi mà giao tiếp, đặc biệt là phụ nữ. Người ta đàn ông thì không sao cả, nhưng mà phụ nữ là bị sẹo rỗ là các bạn rất là tự tin ha? Và các bạn tìm đủ mọi cách để mà che đi cái khuyết điểm đó. Rồi, vậy nguyên nhân gây ra sẹo lõm là gì? Nó sẽ có 3 nguyên nhân. Thứ nhất là mụn. Hôm bữa chúng ta đã học cái bài mụn rồi. Cái bài nguyên nhân và hình thành mụn. Cô, các bạn nào cho cô biết cái mụn nào nó là nguyên nhân gây ra sẹo? Chắc mụn viêm không? Mụn bọc, mụn viêm nó có nhiều loại nha. Mụn viêm thì nó có mụn ngủ nè, mụn bọc nè, đó. Mụn bọc hay còn gọi là mụn đen, tức là cái loại mụn nặng nhất đó, tức là các bạn để nó ở cái giai đoạn nặng nhất đó, thì nó sẽ là nguyên nhân gây ra sẹo rỗ ha. Rồi nguyên nhân thứ hai là bệnh thủy đậu. Các bạn có biết bệnh thủy đậu không? Ở đây có ai nhỏ bị thủy đậu không? Em hả? Bị. Và các bạn biết là thủy đậu này mà trong quá trình bị bệnh và sau khi làm đó, trong quá trình bị bệnh nó nổi lên những cái mụn nước á, và các bạn cố tình các bạn làm vỡ cái mụn nước đó và chúng ta không chăm sóc kỹ á, thì nó sẽ gây ra cái sẹo lõm này sau khi cái hết cái bệnh thủy đậu này ha. Có những người bị toàn thân, mà có những người bị sau khi lành nó bị lõm ở trên bề mặt, nó còn ít trên da người nó còn đỏ nha, bị trên mặt luôn, lõm trên mặt đó. Nên cái nguyên nhân mà gây ra sẹo lõm là thủy đậu, tức là những bạn nào hồi nhỏ đã từng bị hay lớn cũng bị. Nhưng mà hiện nay á, thì cái trẻ em sinh ra là người ta đã có thuốc tiêm ngừa rồi. Cái đó là hồi xưa, cái thời cách đây là xưa nó mới bị thôi. Rồi bây giờ tới nguyên nhân thứ ba là bỏng vết thương. Ví dụ như các bạn thường thường các bạn bị phỏng á, bạn bị phỏng cái vài ngày sau vết bỏng nó rộp lên cái mụn nước đúng không? Và chúng ta không biết chúng ta chích cái mụn nước đó đi, bể đi, nó cũng là nguyên nhân gây ra sẹo lõm. Hoặc là bị những cái vết thương nào nó tổn thương nặng và sau khi làm thì nó làm một cái hõm ở dưới, người ta gọi là sẹo lõm hay rỗ ha. Rồi cơ chế hình thành sẹo lõm, các bạn nhìn đây là cái hình minh họa nè. Thứ nhất là sau khi mà da bị viêm và phản ứng với tác động bị viêm thì cấu trúc collagen ở dưới lớp da bị phá vỡ. Và sau đó là thiếu hụt collagen và sợi tơ huyết làm da bị mài mòn lõm xuống. Ánh sáng
oxy hóa để lại vết thâm. Các bạn thấy là cái hình đầu tiên nè, cái hình đầu tiên nè là mụn đúng không? Các bạn thấy là nó đẩy có cái một cái nốt mụn lên, tức là phản ứng viêm, bị mụn hoặc là bị thương, bị một cái vết gì đó, ví dụ như mụn hoặc là thủy đậu nè, nó phản ứng viêm, nó sưng lên hoặc là bị thương gì đó. Rồi sau đó nè, cấu trúc collagen ở dưới da nó bắt đầu bị phá vỡ đi. Các bạn coi thấy cấu trúc collagen là nó đan với nhau thành hình gì? Hình lưới. Nhưng mà khi mà nó bị tổn thương thì những cái sợi này nó bị gì? Bị đứt gãy ra. Nó bị đứt gãy ra. Và các bạn biết là collagen là cái lớp nền chính để mà nâng đỡ làn da chúng ta. Và khi nó đứt gãy thì sao? Nó sẽ hõm xuống. Giống như cái nhà cũng vậy đó. Các bạn cái nền móng mà nó chỉ cần bị rút một cái thanh sắt thôi thì nó khi mà nó sụp xuống thì nó lõm xuống đúng không? Đây, thiếu hụt collagen và sợi tơ huyết làm da bị mài mòn lõm xuống. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân loại theo từng loại sẹo. Nó sẽ có bốn loại sẹo. Loại sẹo thứ nhất là sẹo chân đá nhọn. Sẹo thứ hai là sẹo chân hố vuông. Sẹo thứ ba là sẹo lõm chân tròn đường xấu. Sẹo thứ tư là sẹo hỗn hợp. Rồi cô sẽ phân tích từng hình dạng nè. Thứ nhất là sẹo chân đá nhọn. Sẹo chân đá nhọn là sao? Là cái hình dạng của nó có hình dạng gì? Giống như là có cái vết, có một cái thanh nhọn đâm vào nè, có một vật nhọn đâm vào nè. Các bạn thấy là nó sẽ giống như là cái hình mũi tên vậy đó, nhọn xuống ha. Thì cái đó gọi là loại sẹo chân đá nhọn. Rồi, loại sẹo chân đá vuông. Đây, sẹo chân đá nhọn các bạn có thể mường tượng ra cái hình ảnh của nó là nó sẽ có cái hình tam giác nè. Đó, nó lõm xuống như thế này. Đây, và nguyên nhân hình thành của sẹo chân đá nhọn là gì? Do những tổn thương sâu mụn gây ra. Do những tổn thương sau mụn gây ra. Rồi sau đó là phá vỡ cấu trúc collagen của lớp trung bì, hình thành những vết lõm sâu dưới da. Đặc điểm nhận dạng của sẹo chân đá nhọn là có hình dạng như vật nhọn đâm mạnh vào da, có những vết lõm sâu có đường kính không quá 2mm và sâu hơn 0,5mm. Hình bầu dục.
với dọc hai bên gấp hơn những vết lợn có miệng sẹo rộng. Rồi loại sẹo thứ ba là sẹo hơi lượng xấu. Nó minh họa là nó sẽ lồi lõm giống như cái gợn sóng vậy đó. Và nguyên nhân hình thành là gì? Hình thành khi giải sơ bên trong cơ nằm ở giữa vị trí da và mô, dưới da tác động phát triển. Những giải sơ nằm bên trong cơ kéo lớp biểu bì và ép sâu vào trong da. Đặc điểm nhận dạng là kích thước sẹo rộng từ 4 đến 5mm nhấp nhô trên bề mặt da như hình lượng sóng. Trong tài liệu của các bạn đều có cái hình minh họa từng loại sẹo đúng không? Rồi bây giờ hiện nay để mà điều trị các loại sẹo này thì chúng ta có những phương pháp nào? Một khi mà chúng ta đã bị sẹo rồi các bạn nên nhớ rất là khó điều trị nha. Nên cái nguyên nhân đầu tiên gây ra sẹo là gì? Là mụn, đúng không? Là mụn. Vì thế để hạn chế bị sẹo thì chúng ta phải làm gì? Đừng để cho da bị mụn bọc nặng quá ha, thì nó sẽ không là nguyên nhân gây ra sẹo. Nhưng mà một khi đã bị sẹo rồi thì hiện nay là chúng ta phải nhờ vào những công nghệ cao, chứ cái việc mà chăm sóc da hàng ngày ở nhà nó sẽ không có tác dụng đối với những cái loại sẹo rỗ này đâu. Không phải là như mụn hay nám mà chúng ta có thể dùng những cái sản phẩm đơn giản để mà chăm sóc. Cái sẹo rỗ này chúng ta phải có những công nghệ cao. Thứ nhất, đối với cái loại sẹo nào có thể là bóc tách sẹo rỗ là gì? Tức là cắt đứt hoàn toàn các chân sơ sẹo, sơ cứng dưới da. Những cái này mà các bạn muốn chuyên sâu hơn nữa thì chúng ta phải học cái khóa điều trị chuyên sâu ha. Nó mới dạy mà cô mới hướng dẫn các bạn cách để mà bóc tách sẹo rỗ. Còn chúng ta chỉ biết đến công nghệ của nó thôi. Rồi phương pháp thứ hai là laser fractional CO2. Tức là dùng những cái tia laser để mà tạo những tổn thương siêu vi điểm trên da. Rồi và phương pháp thứ ba là chấm sẹo TCA, tức là một dạng dung dịch axit. Các bạn thấy là nó chấm vào nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm đầy cái vết sẹo đó từ từ lên. Và các bạn lưu ý là đối với cái phương pháp chấm sẹo này hay là bóc tách sẹo rỗ hay là laser fractional thì chúng ta cần phải làm ở những gì? Ở những nơi điều trị có tay nghề, có chuyên môn, tức là đặc biệt là phải là bác sĩ ha. Bởi vì cái này là thuộc dạng xâm lấn rồi. Xâm lấn và phải ngồi, phải có chuyên môn mới điều trị được. Còn điều trị ở những nơi mà không có chuyên môn là coi như là hư cái mặt các bạn luôn á. Hoặc là chúng ta ở nhà chúng ta không có kiến thức, chúng ta tự mua những cái sản phẩm peel, lột da, thuốc bắc gì đó và tự lột ra là coi như đụng cái mặt luôn ha. Nên khi mà bị sẹo rỗ thì chúng ta phải tìm hiểu những cái công nghệ này và tìm ở những chỗ gọi là có kiến thức chuyên môn.
môn, bác sĩ tư vấn để mà chúng ta chọn cái công nghệ, được tư vấn chọn cái công nghệ phù hợp với tình trạng sẹo của chúng ta. Rồi đến đây là hết cái nội dung của cái bài sẹo rỗ rồi. Các bạn có vấn đề gì cần hỏi với cô không? Có ai không hiểu gì không? Còn nếu mà chúng ta
lấy BRB chúng ta lăn phim ha, lấy BRB chúng ta lăn phim thì sau khi mà các bạn chiết tách BRB xong rồi chúng ta sẽ dùng phim lăn, và dùng cái BRB này cũng giống như là một loại tế bào gốc để mà lăn, để mà thoa lên. Thì cái này chuyên sâu hơn nữa, nó sẽ nằm trong cái khóa điều trị chuyên sâu. Bạn nào quan tâm muốn học thì cứ đăng ký khóa đó học ha. Rồi, không ai đặt câu hỏi gì nữa thì cô kết thúc bài này hả? Cô sẽ đọc muốn có à quên, còn thiếu sao lỡ hỗn hợp thì đơn giản thôi, tức là nó sẽ có tất cả những loại sẹo đó trên cái vùng da mặt của em, tức là nó sẽ kết hợp ba hoặc hai loại sẹo đó trên da mặt. Ví dụ như da mặt nó sẽ có cả sẹo sẹo chân đá nhọn, sẹo chân đá vuông, sẹo lượn sóng trên toàn bộ da mặt luôn, tức là nó có nhiều dạng sẹo trên da mặt em, đó gọi là sẹo hỗn hợp. Mà đối với cái sẹo này thì nó khá gọi là nặng lắm rồi đó nha, sẹo hỗn hợp khi mà điều trị rất là mất nhiều thời gian và tiền bạc. Rồi, không còn gì cô Ngân nha.